Mạnh nô phát khắp quá tô xa và ca sẵn khô tăng là các bậc tịnh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chinh trắng y theo thành pháp. Nhà gia bạch tì bạn nô phát khắp quá tô xa và ca sẵn khô tăng là các bậc tịnh văn đệ tử Phật. Các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc nhất khỏi các sự thâm khổ. Sami chi bát ti bản nô phát ca quát tô xả quát ca sẵn khô tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tuệ và đi đăng chặt tạ đi bu đi xả yugani tăng niệm điểm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đạt đạo cùng quả tu đà hoàng, tăng đã đạt đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đạt đạo cùng quả a la hán, attha bodhisa pugga la, tăng nếu đếm triệt thì có tám bậc, tăng đã đạt đạo tu đà hoàng, tăng đã đạt quả tu đà hoàng. Tăng đã đạt đạo tư đà hàm, tăng đã đạt quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo a na hàm, tăng đã đạt quả a na hàm, tăng đã đạt đạo a la hán, tăng đã đạt quả a la hán. Ê sa pha ga wa to sa wa ca sẵn khô chữ tăng ấy là các bậc thịnh văn đệ tử Phật. A hồi nãy vô các ngài đang họ lành bốn món vật dụng của tinh thi ở phương la đem đến dân cũng cho những người có giới hành. Và hồi nãy vô các ngài đang thọ lành của tinh thi mà họ dành để cho thân quyền cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cùng cho các ngài. Đặng khi nay vô các ngài đang thọ lành của tinh thi, tinh lý nhân quả đem đền dân cúng. Anh cha li ca ra ni vô các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuất ta răng quýt nha khét tăng lộ ca sa ti. Các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Nạc thì mê sa ra năng anh nhăn sẵn khờ mê sa ra năng quá răng ê tê na sát cho quách chê na hô tú mê cha già mặn gá năng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có đức tăng là quý báu nên con phải hết lòng thanh kinh mà nương theo. Tặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quạnh đa mi chê tí văn sầm bằng sầm bát tha mê sư ba tinh thi tăng xa đi đi ca tha tu ma ha bồ thiên bụt tha ru băng sa ca lăng sa đa. Quạnh đa mi chê tí văn sầm bằng sầm bát tha mê sư ba tinh thi tăng xa đi đi ca tha tu ma ha bồ thiên bụt tha ru băng sa ca lăng sa đa. Quạnh đa mi chê tí văn sầm bằng sầm bát tha mê sư ba tinh thi tăng xa đi đi ca tha tu ma ha bồ thiên bụt tha ru băng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kinh đành lễ tân cà bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn lời giải tỏ tường a năm điều quan tượng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tranh thoát đăng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phận minh cơ thành. Sabbe satta avera hon tu sukhita hon tu nidukha hon tu abhyabaccha hon
tu anika hon tu dikha yuka hon tu aroga hon tu sambati hi samit chan tu suke atanang bariharan tu dukkha bata chanit dukkha payap bata chanit phaya so kha bata chanit so kha hon tu sabbe vibani no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Tha Gia, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tác bạch để thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn. Dạ, ngài trì đức mệt rồi không vào đạo tràng được. Ô ca sa ma văn phan tê vi sum vi sum ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha se la ni ya cha ma bạch ngài. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dậm bi ma văn văn tê bi sâm ra kha na tha gia ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch ngài. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, tật tỳ dậm bi ma văn quan tê vi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch ngài. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa Đỏ. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa Đỏ. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa Đỏ. Ngài là bờ cả ra hăng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt thân sa đa năng gạch trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Hổm măng sa đa năng gạch trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn gần sa đa năng gạch trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đô tỳ dậm bi bụt thân sa đa năng gạch trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Đô tỳ dậm bi thổng măng sa đa năng gạch trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Đô tỳ dậm bi sang ga hận sa đa năng gạch trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì,
Ati giảm biết bột thận sa ra nâng các trả mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ati giảm biết thổng măng sa ra nâng các trả mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ati giảm biết sẵn thân sa ra nâng các trả mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ma na ti ma ta quê ra ma ni sức khỏe ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự sạc sanh. A di na đa na quê ra ma ni sức khỏe ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mẫu sa qua đa vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự nói dối. Sự ra mê ra dâm mắt chấp ba ma đà thả na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự dễ vui uống rượu và ca chất sai. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch bằng pháp không dễ vui. Uttam ang ye na văn đề hăng ba đa phẳng xuân vật uttam ang bụt thể vô khả lì tổ đô sơ bụt thô khamma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quan đê hăng thầm mạnh cha đưa vị thăng và răng thầm mê vô khả lì tổ đô sơ thầm mô khăm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na văn đề hăng sanh khanh cha đưa vị thoát tâm ăn sanh khê vô khả lì tổ đô sơ sanh khô khăm mạch tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ đạo tràng có nghe lời âm thanh Nhật Bình không quý vị? Alo, alo. Dạ cảm ơn thiện vụ, dạ cảm ơn đạo tràng. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào a nguyện thành pháp độ tùy vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm biên trở mau giải thoát cây liền kiếp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào,
nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh cõi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đầu quả sớm viên thành. Cả đại ni và ma thập cư sa lê na dành tăng sanh tăng ba đẳng a phi sa ma cha sát cô u chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa ma du anati ma ni san tu sa cô cha su wa ro ba áp ca kích chu cha san la hu ca cha san la hu ca vua ti san tinh ri vô ni bác cô cha áp bác gáp phô cu lê su ananu ghiết thơ na cha khụp đăng sa ma cha rê kinh chí dệ na quân nhu vá rê u ba qua đây dùm su khi nợ qua khệ mi nô hôn tu sáp bê sát ta pha hoàn tu su khi ta ta dê kê chi ba na phụ ta thi ta sa qua tha ra qua anna qua sê sa đi kha qua dê hành ta qua mát chi ma rát sát ca anu ca thụ la a đê tha qua dê a đích tha dê qua đủ rê qua san đi qua đi đủ rê phụ ta qua sâm phà quê si qua sa bê sa ta phà quan tu si khi ta ta na ba rô ba răng ni cúp bê tha na ti mạnh nhê tha ca tha chi năng kinh chìm dạ rô sa na ba ti ga sa nha na nha mạnh nha sa đúc khờ mịt chay gia mạ ta gia ta ni văn buộc tăng a dù sa ê ca buộc tâm anh nu rạt khê ê quâm bí sắp ba phụ tê su ma na sẵn pha quà dê a ba đi ma năng mét tăng cha sáp ba lộ cạt miễn ma na sẵn pha quà dê a ba đi ma năng uất thăng a thô cha ta đi dẫn cha a sẵn ba thăng a quệ răng a sắp ma tăng tinh thăng cha răng ni xin nô qua sa dạ nô qua dạ qua ta sa ghi ta mít thô ê tăng sa tinh a thịt thay gia rậm ma mê tăng quý hạ răng y thẩm ma hô đít thinh trả nữ ba gam mà si là qua đa sa nê na sẩm ban nô ca mê sứ vi này cha ghệ thăng na hi cha tu ga pa sai văn bô na rê ti ti thiện nhân có đủ đức tài a hằng tìm lợi ích tương lai cho mình dọn lòng an tịnh thanh bình a tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn giữ lòng chánh trực đoan trang a nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang thanh bằng thủ phật an nhàn a không ham thế sự tịnh an cõi lòng đục căn chế ngữ nghiêm phòng không cho liều lĩnh luyến mong dục trần không làm nhớ bẩn tinh thần tranh lời chê tranh thanh nhân phê bình mong cầu tất cả chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai cầu cho ba giới buôn loài a chung sanh yêu mạnh văn dài bình trung béo gầy nho lớn không cùng a hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa chưa sanh hoặc đã sanh ra tại điều cộng hưởng hà sa phước lành nguyện không lừa gạt dối manh a kinh người miệt chúng hư danh trang hiền dẫu cho thân thuộc sớm diền a người dân kè lạ các miền xa xăm trong cơn phần nộ giận thầm a cũng không có nghĩ mưu thâm hại người như lòng từ mẫu thanh tươi trăm cai ngàn đắng vui cười vì con
Dầu cho một mẫn một còn a bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. Tình thương di tạc đời đời a từ bi rộng lớn bầu trời thanh thang. Học đòi từ mẫu gương vàng a mở lòng thương xót bủa tràn gần xa. Chúng sanh trong cõi xa bà thoát vòng khổ não vượt xa luân hồi. Hàng ngày rải khắp các nơi bốn phương tam hướng gầm trời bao la. Tâm lòng bác ái vị tha gọi những tư tưởng đậm đà tình thương. Lòng từ trong sạch như gương không pha ác cảm không vương tư thù. Cổ tâm niệm niệm công phu khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền. Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn. Đó là phương pháp thế gian, đó là hành kiểm đưa đàn vô sanh. Thành nhân ca tụng tán thành, xuôi dòng thanh quốc lữ hành nhập lưu. Vượt lên đến mức tối ưu, khai thông tuệ nhãn, tam su định đầu. A hàm đạo tuệ gươm màu, đoàn tuyệt cả kiến xả câu dục tình. Bậc lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự, nghiêm minh niết bàn. Thế tôn chữ thiên hư trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Lộng vương thần lực có nhiều, đoạn sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hồ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn nhỏ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Gia, chúng con thành kính đảnh lễ dân hòa phước mà chúng con đã trong sạch tạo được. Và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nhật Bình kính chào Vinh Kinh, kính chào Thiện Hữu, kính chào Tham Ma Nanh Đá. Kính chào Tô Thị Phụng, kính chào Xích Hồng Mai, kính chào Xích Thiện Vũ. Kính chào Tầm Quý, kính chào Anh Học Pháp, kính chào Phù Sinh. Kính chào Thi Lâm, kính chào Hạnh Kiểm, kính chào Huyền Mộng, kính chào Xích Thanh Hoàng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào Đạo Tràng. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, nhất là huynh kinh, hôm nay ngài trí đức sức khỏe không có tốt nên ngài không có vào đạo tràng được. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời huynh đăng đàn để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, huynh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui vui tiến hóa. Dạ, kính mời huynh. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong rơm. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài nghiệp, học tiếp theo. Và dẫn đọc ra lại cái Bali đoạn đầu. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tạm bảo tấm tắc. Đó,
Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ acchivādayāmi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi sabbadibbano bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi samma sambuddhaṃ tulaṃ Sat-sat-tham-ma-ga-lut-tham-ma-ng Api-va-di-ya-pa-sit-sang Api-tham-vat-tha-sang-ga-ng Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà. Thưa tất cả quý vị, bắt đầu chúng ta trước khi vào buổi học chính thức thì mời cô Dịch Quỳnh post bài lên để mời tất cả quý vị cùng nhau hoan hỷ lên đọc Pali ha, để chúng ta nắm được cái nội dung của cái bài một cách sơ lược trước. Và xin mời cô Dịch Quỳnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng. Và con kính đảnh lễ thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ con xin đọc bài ạ. Đoạn 1: Chá Na Cầm U Bát Tham Bá Cầm U Bá Bì Lá Cầm U Bá Khà Tát Cành Chà Tí Kích Cháu Quá Xề Ná. Theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là: nghiệp tái tạo, sanh nghiệp. A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp. B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp. C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp. D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Gá ru cầm a san năng a chin năng cá tách ta cầm mình cha tí ba cá đa ná ba rí gia dê ná. Theo thứ tự trổ quả có bốn loại nghiệp là: A. Trọng nghiệp. B. Cận tử nghiệp. C. Thường nghiệp. D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Đích Tha Thầm Má Quê Đá Nì Văn Ú Bá Bách Chá Quê Đá Nì Văn Ú Bá Rà Bá Rí Giá Quê Đá Nì Văn Á Hồ Xí Cầm Mành Chà Tí Ba Cá Ca Lá Quá Xê Ná Chá Chát Tà Rí Cầm Mà Ní Nà Má. Theo thời gian trổ quả có bốn loại nghiệp là: A. Hiện nghiệp. B. Sanh báo nghiệp. C. Hậu báo nghiệp. D. Vô hiệu nghiệp. Dạ, như vậy con đã đọc xong. Con kính tri ân thầy. Dạ, con xin nhường mic là cho người kế tiếp. Dạ, con kính mời người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ, con xin kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Đoạn 1: Chá Na Cầm U Bá Tham Bá Cầm U Bá Bì Lá Cầm U Bá Gà Tá Cành Chà Tí Kít Chá Quá Xề Ná. Theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là: A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp. B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp. C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp. D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garu cầm a san năng ma a san na ma chin năng katat ta cầm man Chà tí bà ca đà na pa ri già về na.
theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Dittathamma vedani yang ubacchaccha vedani yang abhara bariya vedani yang aho sikammanja tibakakka lawasena chachattarikammani nama. Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiệu nghiệp. Dạ, con đã đọc bài xong. Con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn chị Meta cho biết tín hiệu. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính chào Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Chana cầm ốp bát thầm bác cầm u ba bì lác cầm u ba khà ta cảnh trà ti kích cha hoa xề nát. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp, B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp, C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp, D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garu cầm à sàn nằm à chìn nằng ca tát tà cầm mảnh trà ti bà ca đà na ba ri già dề nã. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thừa nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Ditta tham ma quê đa ni dằng úp ba bách cha quê đa ni dằng a ba ra ba ri ya quê đa ni dằng a hồ si cầm mảnh trà ti bà các cà la hoa xề na cha cha tà ri cầm mà ni nà mạ. Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiệu nghiệp. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mic. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Dạ, kính xin chào Thầy Kinh, xin chào toàn đàn. Cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ. Dạ, con xin đọc đoạn 1. Chana cam upatham pa cam upati la cam upaga ta cành trà tí kích cha hoa xề ná. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là nghiệp tái tạo, sanh nghiệp, nghiệp trợ duyên, trí nghiệp, trì nghiệp, nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp, nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garu kam a san nam a chin na kat tat ta kam man cha ti pat ta ka da na pa ri ya ye na. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận trữ nghiệp, cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiếu nghiệp. Ditta dhamma vedaniya uppapaccha vedaniya apara pariya vedaniya aho sikammanjati pakaka lavasena cha chattarikammani nama. Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp và D. Vô hiệu nghiệp. Dạ.
Dạ, cảm ơn đạo tràng lắng nghe, cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài và con xin xuống mic xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Dạ, con thấy chưa đến lượt con mà không có ai, con xin con đọc ạ. Con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư Tăng, quý cô tu nữ, thầy Kinh, và con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài Vi Diệu Pháp ngày hôm nay, đoạn 1. Giá ná căng, úp bắt thăm phá căm, úp pháp thì lá căm, úp phát hà, tá căm trà tí, kích cháo bá xề ná. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp. B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp. C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp. D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Gá rú căm, à sanh năng, à chinh năng. Cá tắp tà, căm măn trà tí. Phà cá đà, ná phá rí già, dề ná. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Đít thá thăm má vê đá ni dăng, ú phá phát cháo vê đà đá ni dăng, á phá ra phá rí giá vê đá ni dăng, á hô xí cầm manh trà tí, thà cá cà lá bá xê ná chá chắc tà rí căm mà ní nà má. Theo thời gian chủ quả, có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiệu nghiệp. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin thầy và đạo tràng sửa cho con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bích Thai Gia. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ, con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Đoạn 1. Chá ná cầm úp bát thầm bát cằn, úp bát bì lát cằn, úp bát khát tát cằn trà tiết kích cháu anh xề ná. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là nghiệp tái tạo, sanh nghiệp, nghiệp trợ duyên, trì nghiệp, nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp, nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garu cằn a san năng a chin năng ca tát tà cầm mạnh trà tí bà ca đà na pa ri già dề na. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là trọng nghiệp, cận tử nghiệp, thường nghiệp, nghiệp tích lũy hay khinh thiểu nghiệp. Đít thi thầm ma quề đa nì dằn, u pa pách cha quề đa nì dằn, a pa ra pa ri ya we da ni yang, a ho si kam man cha ti pa ka ka la wa se na cha cha ta ri kam ma ni na ma. Theo thời gian trổ quả, có bốn loại nghiệp là hiện nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, vô hiệu nghiệp. Dạ con đã đọc xong, dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh ạ. À. Dạ con kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ con xin xuống mít và con kính mời đạo tràng.
Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị ạ. Có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để trả bài. Dạ, Châu Nguyễn nghe phải không? Mời Châu Nguyễn. Dạ, Châu Nguyễn nghe được không? Dạ, cảm ơn Đạo Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chắc Châu Nguyễn chưa kịp chuẩn bị. Dạ, Đạo Trang còn vị nào không? Không, Châu Nguyễn cứ đọc đi. Nếu mà chuẩn bị kịp thì cứ đọc đi. Nhật Quỳnh bao chót không sao hết. Vậy Châu Nguyễn, mời Châu Nguyễn nghe. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn à, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Đoạn 1. Janakam upattham pakkam upa pi lakam upa khả ta cần trà thi kết cháu quá xệ ná. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp. B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp. C. Nghiệp bộ đồng, tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garukam asanang achinang katat các tất tà cầm mạnh trà tiếp và ca đà na pariya gì ná. Theo thứ tự trụ quả có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Ditta thamma về đa ni yang upapaccha về đa ni yang apara pariya đề. Con xin đọc lại. Apara pariya về đa ni yang aho si cam man cha ti pa ca ca la wa se na cha ta cha ta ri cam ma ni na ma. Theo thời gian trụ quả có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiệu nghiệp. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Con xin phép được xuống mic ạ. Con kính dâng mic lại. Dạ đồng. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài ngày hôm nay ạ. Dạ cảm ơn Thanh Hoàng. Đoạn 1. Chanakam upat thammakang ubani ubabi lakang Ubaga katan cha tikit cha qua xe na. Theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo, sanh nghiệp. B. Nghiệp trợ duyên, trì nghiệp. C. Nghiệp bổ đồng, chướng nghiệp. D. Nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garukan a san năng a chin năng katatta cầm mạnh trà tích bà cát đà na ba ri già về na. Theo thứ tự trổ quả có bốn loại nghiệp là A. Trọng nghiệp, B. Cận tử nghiệp, C. Thường nghiệp, D. Nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Đích thật thầm ma quê đa ni dân u ma Uvapachaque đa ni yang appa
Abara Bariya Huệ Đa Ni Văn Aho Si Cầm Mạnh Cha Tị Bà Ca Cà La Qua Sê Na Chát Chát Tà Đi Cầm Mà Ni Nà Mà. Theo thời gian trụ quả có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp, C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiệu nghiệp. Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn huynh kinh. Dạ, quý vị còn vị nào? Còn vị nào được? Hà ơi, Hà có đọc bài không? Bữa nay có cầm mít được không Hà ơi? Ồ, mời Hà nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mày, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ. Ngài Tri Đức, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, cô ơi, cho con bài, con không thấy gì hết. Dạ. Đoạn 1. Chà Na Cầm U Ba Thầm Ba Cầm U Ba Bì La Cầm U Ba Giàn Ta Cần Chàn Tí Kích Cha Hoa Sê Ná. Theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là A. Nghiệp tái tạo sanh nghiệp, B. Nghiệp trợ duyên trì nghiệp, C. Nghiệp bổ đồng chướng nghiệp, D. Nghiệp tiêu diệt đoạn nghiệp. Garu Cầm A sanh năm A chinh năm Cát tắc tha ta cầm manh chan ti Ba ca đà ná ba ri già Dê ná. Theo thứ tự trổ quả có bốn loại nghiệp là A trọng nghiệp, B cận tứ nghiệp, C thường nghiệp, D tích lý kinh thiểu nghiệp. Đích tha thầm ma huệ đà đa ni văn u u ba bát cha huệ đà ni văn a ba ra ba ri ya huệ đà ni văn a hồ xích cầm mạnh chan tí ba ca ca la hòa la hòa sê na cha cha ta ri cầm mạnh ni na ma Nà má. Theo thời gian trổ quả có bốn loại nghiệp là A. Hiện nghiệp, B. Sanh báo nghiệp và C. Hậu báo nghiệp, D. Vô hiện nghiệp. Dạ hết rồi hả cô? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh mới rời rung, rồi chạy vào lại. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ còn vị nào cầm mic không, để trả bài không? Nếu còn thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Hậu ơi, Hậu có trả bài không? Hậu ơi, nghe được nhưng mà có cầm mic được không? Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có cầm mít được không? Dạ, mời Thanh Hoàng. Cô mời không dám từ chối. Dạ, Nhật Quỳnh thấy bạn trai của Thanh Hoàng, dạ mời Thanh Hoàng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và các cô tu nữ, kính con kính chào quý đạo tràng. Con xin đọc ạ.
Jana kang upa thamba kang upa upa pila kang upa gata kang chati kichavasena. Theo phương thức tác dụng có bốn loại nghiệp là, con xin bài tiếp ạ, nghiệp tái tạo, sanh nghiệp, nghiệp trợ duyên, chỉ nghiệp, nghiệp bổ đồng, chứng nghiệp, nghiệp tiêu diệt, đoạn nghiệp. Garu kang a san nang a chi nang kata pa kaman chati ka pa pa kada na pari ja je na. Theo thứ tự trổ quả có bốn loại nghiệp là: A trọng nghiệp, B cận tử nghiệp, C thường nghiệp, D nghiệp tích lũy, khinh thiểu nghiệp. Đi tha thầm ma quê đa ni dạng u pa pa cha quê đa ni dạng a pa ra pa ri già đề wa ni dạng a hồ si càng càng mạnh trà ti pa ca la pa ca ca la wa se na cha cha ta ri càng ma ni ma ma na. Theo thời gian trổ quả có bốn loại nghiệp là: hiện nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, vô hiệu nghiệp. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic, con kính cảm ơn quý đạo tràng ạ. Kính cảm ơn thầy kinh ạ. Con nhường mic cho người khác ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Thanh Hoàng. Và cũng kính cảm ơn cô Phúc Hạnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ thì coi như là không còn bàn tay của vị nào nữa. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Vinh Kinh đăng đàn để học bài học ngày hôm nay. Dạ, có thời gian nhiều thì Vinh dạy chậm một chút để nói thế nào cũng bị đầy hả? Nhưng mà chấp nhận bị rầy, phải không quý vị? Mình giấu thì mình nói mình giấu, phải không hà? Chứ còn mình nói mình hay mà tới hồi hỏi tới mình không biết gì hết, còn tệ dữ luôn, phải không quý vị? Nên là chấp nhận cho huynh rầy. Dạ, dù sao thầy rầy cũng không có gì, không có gì đáng ngại hết. Dạ, kính mời huynh để lên dạy bài học ngày hôm nay. Và cũng kính mời Châu Nguyễn quýt bài nha, Châu Nguyễn ngàn. Châu Nguyễn làm bộ quá chậm chậm đi Châu Nguyễn, để thầy thấy không kịp thầy ít có chạy nước rút, để nói tới đâu rồi Châu Nguyễn hút tới đó là chạy nước rút mệt lắm đó Châu Nguyễn ơi. Dạ kính mời huynh kinh ạ. À, nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tam Ma giá, nam mô Sa Ngã. Dạ kính lễ chư Tôn Đức Tăng công rập. Dạ thầy chào tất cả các vị. Rồi, qua phần đọc Bali thì chúng ta cũng qua đúng luôn cái phần mà cô Nhật Quỳnh mỗi lần lên là mỗi lần cụm lên rồi giảng chậm rì mà la nhanh khổ ghê. Rồi thì giờ bắt đầu chúng ta bước vào bài học, trước khi vào bài học chính thức hôm nay thì mời một vị nào đó tình nguyện lên đọc lại cái bài học, trình bày cái bài học từ rồi, nguyên cái bài học từ rồi để cho có sự nối tiếp ha. Cái gì nào có thể lên đọc tóm gọn những cái bài học từ rồi không? Alo, ai giơ tay coi, ai có ghi bài đầy đủ giơ tay coi. Rồi xa thủ mời cô MC tuyệt vời Nguyên Trang lên ha. Nam Mô Bụt Tha giá, dạ con Nguyên Trang, và một lần nữa con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài lại vào tuần rồi ạ. Căm má nghiệp. Nghiệp là hành động, ý tạo tác. Chê tá na, tác ý, tâm sở tư, cố ý tạo tác là nghiệp, cố ý tạo tác là nghiệp. Chê tá na hằng Bhikkhu Vê Cầm Mần Quá Đà Mí
lô phô ni đà năng cầm ma năng sam no samudyat samudaya ya. Tham là tập khởi khiến các nghiệp sanh lên. Có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Là tập khởi khiến nghiệp sanh, thân, khẩu, ý. Ý nghiệp là tối trọng. Khâm mắt, chát tú cá, nhóm bốn nghiệp, có 16 loại, phân thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất, phận sự của nghiệp, có bốn loại, sanh nghiệp, trí nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Một, sanh nghiệp, Janakakamma, nghiệp tạo nên danh uẩn, sắc uẩn. Trong thời tục sinh, nghiệp làm cho tâm quả dị thục sanh lên trong thời tái tục, tức thức tục sinh. Bá tí sanh thí huỳnh nhà ná. Chi pháp nhân, nói về nhân. 11 tâm bất thiện. 8 tâm thiện, dục giới tịnh hảo. 5 tâm thiện sắc giới. 4 tâm thiện vô sắc giới. Tổng cộng là 28 tâm. 11 tâm bất thiện ở đây là mình trừ ra một tâm si phóng dật, vì tâm đó không đủ khả năng, nó rất là yếu ớt. Tâm si phóng dật thọ xả. Tâm quả thục sinh, hai tâm quan sát vô nhân cộng cho 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, cộng cho 5 tâm quả thiện sắc giới, cộng 4 tâm quả thiện vô sắc giới, bằng 19 tâm. Tư tâm sở dẫn tái sanh thuộc hạng người. Tư tâm sở cộng 11 tâm bất thiện bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tái sanh làm người khổ. Tư tâm sở cộng 4 tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí thiếu tư bằng tâm quả thọ xả quả thiện vô nhân, tái sanh làm người lạc vô nhân. Thiếu tư ở đây có nghĩa là thiếu tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tâm sở tư cộng cho 4 tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí đủ tư thì bằng tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí tái sanh làm người nhị nhân. Tâm sở tư cộng cho 4 tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí thiếu tư thì ra là tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí tái sanh làm người nhị nhân. Tâm sở tư cộng 4 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo hợp trí đủ tư. Tâm quả thiện dục giới tịnh hảo thì ra là tâm quả thiện dục giới tịnh hảo hợp trí tái sanh làm người tam nhân. Tư tâm sở dẫn tái sanh vào các cảnh giới. Tư tâm sở cộng 11 tâm bất thiện cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo bằng cõi dục giới. Tư tâm sở cộng 5 tâm thiện sắc giới ra cõi sắc giới thiện. Tư tâm sở cộng 4 tâm thiện vô sắc giới bằng cõi vô sắc giới thiện. Tư tâm sở cộng ngũ thiền sắc giới bằng cõi vô tưởng thiên. Nghiệp làm cho sắc sanh khởi. Chi pháp có 18 sắc. 8 sắc bất ly cộng với 5 sắc thần kinh cộng với 1 sắc hư không cộng 1 sắc mạng quyền cộng 1 sắc ý vật cộng 2 sắc tánh. Sắc nghiệp tục sinh có 3 nhóm hay còn gọi là bọn. Sắc nghiệp khởi cùng lúc với tâm tục sinh. A nhỏ, thân thập pháp, ca giá đá sắc cá, có 10, là trong đó có 8 sắc bất ly cộng 1 sắc mạng quyền cộng 1 sắc thần kinh thân là 10. B, tánh thập pháp là pha quá đá xá cá, 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền cộng sắc tánh nam hay nữ. C, tâm sở y thập pháp,
Vakudasaka, tám sắc bất ly, cộng sắc mạng quyền, cộng sắc ý vật là 10. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Con nếu mà con có thiếu thế nào, dạ con kính thầy sửa lại. Xa thứ. Nhưng mà đọc cũng còn chưa rõ ràng lắm ha, cũng còn lộn cộng. Này, nhất là mấy chỗ mà cõi dục giới thiên, sắc giới thiên, đọc cứ là thiện không. Giờ thêm một người đi, người đọc cho rõ ràng đi ha, cho nó nắm lại rõ ràng, đọc chặt tụi luôn, kẹt lắm. Mời vị nào đó tình nguyện cho ba cái coi. Rồi, mời gọi Nhật Quỳnh. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang vừa quang lâm vào đạo tràng. Và cho phép Nhật Quỳnh đọc để cho bớt dốt. Và ngồi nghe Nguyên Trang đọc cũng quá hay rồi mà thầy còn chê nữa. Nhưng mà Nhật Quỳnh cố gắng đọc cầm mic đọc để cho bớt dốt. Và kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trăm má nghiệp, nghiệp hành động, chê ta na, tâm sở tư, cố ý tạo tác là nghiệp, chê ta na hăng, khích khai quê, cầm măng qua đa mi. Này các thị khu, cố ý là nghiệp, lô phô, đi đa năng, cầm ma năng, sa mu đa gia giá. Tham là tập khởi khiến các nghiệp sanh lên. Sáu nhân tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si là tập khởi khiến nghiệp sanh, thân, khẩu ý. Ý nghiệp là tối trọng, căm, mắt, chát, túc, cá. Nhóm bốn nghiệp có 16 phân làm bốn nhóm. Nhóm một, phận sự của nghiệp có 4. Sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Sanh nghiệp, chán nát cá, căm, mắt. Nghiệp tạo nên danh uẩn và sắc uẩn trong thời tục sinh. Nghiệp làm cho tam quả dị thục sanh lên trong thời tái tục, tức là thức tục sinh. Patisanthi, huynh nhà nát. Chi pháp nhân, 11 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện trừ 1 tâm si, phóng dật là còn 11, cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, cộng 5 tâm thiện sắc giới, cộng 4 tâm thiện vô sắc giới, bằng 28 tâm. Tâm quả tục sinh, hai tâm quan sát vô nhân, tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, cộng năm tâm quả thiện sắc giới, cộng bốn tâm quả thiện vô sắc giới, bằng 19 tâm tục sinh. Tư tâm sở dẫn tái sanh hạ người, tư tâm sở cộng 11 tâm bất thiện, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tái sanh làm người khổ. Tư tâm sở cộng 4 tâm sở, cộng 4 tâm sở dục giới tịnh hảo, ly trí thiếu tư, tâm quan sát, thọ xả, quả thiện vô nhân, tái sanh làm người lạc vô nhân, thiếu tâm tư. Tâm sở tư với tâm, với 4 tâm thiện dục giới tịnh hảo ly trí, đủ tư, tư tiền, tư thiện, tư hậu. Tâm quả thiện dục giới tịnh hảo ly trí, tái sanh làm người nhị nhân. Tư tâm sở cộng 4 tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí thiếu tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tâm quả thiện dục giới, tâm tịnh hảo ly trí, tái sanh làm người nhị nhân. Tư tâm sở cộng 4 tâm thiện dục giới tịnh hảo hợp trí đủ tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tâm quả thiện dục giới tịnh hảo hợp trí, tái sanh làm người tam nhân. Tư tâm sở dẫn tái sanh vào các cảnh giới. Tư tâm sở cộng 11 tâm bất thiện cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo bằng cõi dục giới. Tư tâm sở cộng 5 tâm thiện sắc giới bằng cõi sắc giới thiên. Tư tâm sở cộng 4 tâm thiện dục giới cộng 4 tâm thiện vô sắc giới bằng cõi vô sắc giới thiên. Tư tâm sở cộng ngũ thiền sắc giới bằng cõi vô tưởng thiên. Nghiệp làm cho sanh khởi chi pháp có 18. 8 sắc quát ly cộng 5 sắc thần kinh cộng 1 sắc hư không cộng 1 sắc mạng quyền cộng 1 sắc ý vật cộng 2 sắc tánh bằng 18 loại sắc. Sắc nghiệp tục sinh
có ba nhóm sắc nghiệp cùng với tâm tục sinh. A nhỏ, thân thập pháp ca gia đa sa cá, tám sắc bất ly cộng một sắc mạng quyền cộng một sắc thần kinh thân bằng 10. B nhỏ, tánh thập pháp hà qua đa sa cá, tám sắc bất ly cộng một sắc mạng quyền cộng một sắc tánh nam hoặc nữ bằng 10. C, tâm sở y y cứ thập pháp quách thú đá sát cá, tam sắc bất ly cộng một sắc mạng quyền một sắc ý vật bằng 10. Dạ, Nhật Quỳnh có sai, xin thầy sửa dạy lại ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sao hữu sao hữu, nhờ Nguyên Trang đọc trước hay sao vô Nhật Quỳnh lên đọc được ngon lành ha. Nhờ Nguyên Trang hỗ trợ cho tăng đầu. Rồi, kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã học xong cái phần về sanh nghiệp. Bây giờ hôm nay chúng ta bước thêm một cái thứ hai là trì nghiệp. Mình học sanh nghiệp ha, bây giờ mình qua trì nghiệp. Chữ Bali trì nghiệp Ubattham Pakkamam Kakamma, Ubattham Pakkamma trì nghiệp. Quý vị thấy câu Bali không vậy? Có thấy không? Thấy không? Ok. Cầm mình ta răng qua cầm mani phát ra khẳng thá sát ta năng qua ư bách thầm phê tì tí. Thì nó bằng là ư bách thầm phát cái cầm măng. Tức là có nghĩa là nghiệp nào trợ giúp các nghiệp khác. Ghi ra thư ký này. Nghiệp nào trợ giúp các nghiệp khác phải gìn giữ sự nối tiếp các quẩn gọi là trì nghiệp. Nghiệp nào trợ giúp các nghiệp khác gìn giữ sự nối tiếp các quẩn gọi là trì nghiệp. Rồi, đó là một ý ha. Rồi thêm một ý nữa. Xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Nghiệp nào trợ giúp ủng hộ cho nghiệp khác. Nghiệp nào trợ giúp ủng hộ cho nghiệp khác. Nghiệp nào trợ giúp ủng hộ cho nghiệp khác và làm cho quẩn tiếp nối sanh lên từ nghiệp khác. Và làm cho các quẩn tiếp nối sanh lên từ nghiệp khác. Nghiệp đó gọi là trì nghiệp. Nghiệp nào trợ giúp ủng hộ cho nghiệp khác và làm cho các quẩn tiếp nối sanh lên từ nghiệp khác, nghiệp đó gọi là trì nghiệp. Đó là một vài cái định nghĩa cho chúng ta biết về cái ý nghĩa của cái chữ trì nghiệp. Ubattham Pakkamma tức là nghiệp nào mà nó trợ giúp, nó giúp đỡ, nó trợ giúp cho cái nghiệp khác để mà gìn giữ cho những cái các quẩn được sanh lên đó, thì đừng gọi là trì nghiệp. Giống như là bây giờ ví dụ như
cô Nhật Quỳnh mở room làm MC, thì có người thứ hai như Nguyên Trang vô để hỗ trợ, để gìn giữ, để mà trợ giúp cho cô Nhật Quỳnh được là tiếp nối để mà làm được cái công việc được lớn mạnh, được tốt đẹp. Vì vậy được gọi là tri nghiệp hay là hỗ trợ nghiệp. Thì nghiệp nào mà nó trợ giúp cho những cái nghiệp khác được sanh lên, và những cái quẩn nó sanh, những cái sắc thọ tưởng hành thức quẩn được sanh lên, thì cái đó được gọi là tri nghiệp. Chẳng hạn như giờ mình có cái nghiệp mà tục sinh nó sanh ra, cái vô cái nghiệp mà cho tục sinh, thì khi mà tục sinh ra thì có những cái nghiệp nó theo để nó hỗ trì, nó gìn giữ cho cái nghiệp đó được tồn tại, thì như vậy gọi là tri nghiệp. Bây giờ nắm được ý không ạ? Alo. Xuống dòng, gạch đầu dòng cái đi. Gạch đầu dòng cái. Gạch đầu dòng cái nha. Nghiệp trợ giúp, ủng hộ, nâng đỡ cho nghiệp tái tạo. Đây một ý nghĩa này rõ ràng từ từ ha. Nghiệp trợ giúp, ủng hộ, nâng đỡ cho nghiệp tái tạo. Rồi. Tức là khi mà có cái nghiệp mà tái tạo á, là cái nghiệp mà như nãy mình học sanh nghiệp á, nó cho tái tạo sanh ra làm tục sinh đó, thì khi cái nghiệp tái tạo này nó cho ra cái sự tục sinh thay vì thức tái sanh đó, thì có một loại nghiệp nó theo để nó hỗ trợ, nó gìn giữ cho cái nghiệp tái tạo này, cho cái nghiệp mà tạo ra cái sự mà tái sanh tái tạo đó, thì nó hỗ trợ, nó gìn giữ cho cái nghiệp tái tạo này được tồn tại hoài cho tới khi nào mà nó hết, nó chấm dứt. Hỗ trợ, lúc hỗ trợ, bảo trợ cũng vậy đó, nâng đỡ, hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ. Thì như vậy nghiệp mà trợ giúp, ủng hộ, nâng đỡ cho cái nghiệp tái tạo, tức là cái nghiệp mà nó tạo ra cái đời sống mới, rồi cái nghiệp đi theo để nó hỗ trợ, gìn giữ cho cái nghiệp mà tái tạo được tồn tại, được hoài, được duy trì, được kéo dài thọ mạng. Thì như vậy được gọi là tri nghiệp. Được chưa? Có dễ hiểu không quý vị? Ví dụ như giờ mình sanh ra làm người ha, mình sanh ra tục sinh bằng cái tâm quả thiện, hợp trí ly trí gì đó, hoặc là tâm quan sát không biết ha, nhưng mà như tục sanh làm người, thì khi mình tục sanh ra vậy đó, thì có một cái nghiệp nó theo nó hỗ trợ, có một cái nghiệp nó theo nó hỗ trợ cho cái sanh nghiệp đó được tồn tại, được sống còn, được kéo dài thời gian, thì đó được gọi là trì nghiệp, trì nghiệp, gìn giữ nghiệp, hỗ trợ nghiệp, ủng hộ nghiệp vân vân. Thì như vậy nghiệp trợ giúp, ủng hộ, nâng đỡ cho cái nghiệp tái tạo. Thì khi mà cái nghiệp mà tái tạo ra cho cái thức tục sanh, rồi danh sắc các quẩn tục sanh, các quẩn được sanh khởi, thì cái nghiệp trì nghiệp nó vô, nó gìn giữ, nó làm cho những cái đó được tồn tại, được phát triển, được kéo dài thêm. Thì như vậy gọi là trì nghiệp. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái, hiểu ra không? Thông qua được chưa? Hiểu cho chắc nha, hiểu cho chắc nha. Rồi xuống nhau gạch đầu dòng. Cùng loại với sanh nghiệp, tức là nó phải là cùng loại với sanh nghiệp thì mới gọi là trì nghiệp được. Cùng loại với sanh nghiệp, mở ngoặc thiện phải bất thiện, mở ngoặc lại, cùng loại với sanh nghiệp, thiện hay bất thiện. Cùng loại với sanh nghiệp thiện hay bất thiện, tức là như sao? Thì khi mà cái sanh nghiệp của mình, ví dụ như mình sanh làm người, thì cái sanh nghiệp của mình nó là thiện, đúng không? Có gì công nhận không, đúng không? Thì khi sanh nghiệp mình là thiện thì cái trì nghiệp này nó cũng phải là thiện, nó cũng phải là thiện, nó đồng nha, nó mới hộ trì được, mới hộ trì, nó mới gìn giữ, nó mới nâng đỡ được, thì được gọi là trì nghiệp, thì nó phải cùng loại với sanh nghiệp. Còn nếu mà sanh làm cái tâm quả bất thiện á, ví dụ tâm quan sát xả quả bất thiện, nó sanh làm thú, làm này làm kia đó, thì cái trì nghiệp nó cũng phải là bất thiện, để nó hộ trì, nó gìn giữ cho cái sanh nghiệp đó, thì nó phải cùng loại với sanh nghiệp. Thì như vậy tốt cũng có mà xấu cũng có ha. Thì như vậy cùng loại với sanh nghiệp là cái ý nghĩa như vậy. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Tồn tại cho đến khi tử tâm xuất hiện. Tồn tại cho đến khi tử tâm xuất hiện.
tồn tại cho đến khi tự tập sanh. Tức là bây giờ cái trì nghiệp này nó hỗ trợ, nó gìn giữ, nó bổ sung cho cái sanh nghiệp được tồn tại cho đến khi nào mà người đó chết. Tức là khi người nào người đó mà bị rơi vô cái giờ phút lâm chung cận tử, khi mà tử tâm nó phát sanh thì coi như là cái trì nghiệp nó cũng mất luôn. À, nó cùng chung với nghiệp sanh nghiệp và chấm dứt luôn. Thì như vậy nó tồn tại chung với là tử tâm. Khi tử tâm sanh khởi thì cái trì nghiệp này nó cũng chấm dứt luôn. Cho nên trì nghiệp tồn tại cho đến khi nào tử tâm xuất hiện thì nó mới chấm dứt. Mà tử tâm này là bất kỳ lúc nào nha, chứ không phải là đợi tới lúc mình tới 80 tuổi nó mới tử tâm. Nhiều khi mới sanh ra có nhiều đứa mới mấy tuổi chết ngắt ha, thì đó, trì nghiệp nó cũng chấm dứt luôn. À, hoặc là những người mà trung niên cũng có thể chết thì lúc đó cái trì nghiệp nó cũng chấm dứt luôn. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Sanh nghiệp được trì nghiệp nuôi dưỡng. Sanh nghiệp được trì nghiệp nuôi dưỡng. Rồi, tức là cái sanh nghiệp được tạo lên rồi, được cái trì nghiệp nó nuôi dưỡng cho được tồn tại, được tốt đẹp, nó như người vú mẫu ha, nuôi dưỡng cái sanh nghiệp. Thì như vậy sanh nghiệp được trì nghiệp nuôi dưỡng. Rồi, xuống dòng có hai, xuống dòng có hai loại. Không có sắc nguyên khác, cái này tâm mà. Đây là nghiệp là thuộc về tâm, chứ đâu có sắc được. Có hai loại, hai chấm. À, trì nghiệp thời tục sinh, hai chấm, trì nghiệp thời tục sinh. Là gìn giữ sanh nghiệp, là gìn giữ sanh nghiệp này cho đến khi chúng sanh ấy mệnh chung. Là gìn giữ sanh nghiệp này cho đến khi chúng sanh ấy mệnh chung. À, tức là trì nghiệp tính ở cái thời tục sinh. Thì khi tục sinh ra đó thì cái trì nghiệp này nó gìn giữ cái sanh nghiệp này. À, nó gìn giữ cái mà tục sinh ra đó, cái sanh nghiệp đó. Cái sanh mà cho ra cái nghiệp tục sinh đó cho đến khi mà mệnh chung. Thì như vậy được gọi là trì nghiệp thời tục sanh. Được chưa? Nắm được chưa? Không phải, hậu kiếp. Hậu kiếp chỉ là nó gìn giữ cái hậu kiếp thôi, hậu kiếp, nhưng mà nó phải có cái nghiệp đi theo nữa. Nó có một cái trì nghiệp đi theo để nó kèm, nó gìn giữ nè. Thì ra cho cái vấn đề này nó mới có cái sự thọ mạng của mình dài hay ngắn này kia đó. Nếu mà trì nghiệp này mà yếu mà cái chướng nghiệp nó sanh vô là nó cũng dẹp luôn cái trì nghiệp luôn á. Hoặc là đoạn nghiệp sanh vô nó cắt đứt luôn. Thành ra vấn đề này nó khó hiểu lắm, nó tàn, nó đi theo mà giống như là vô hình, giống như coronavirus nó theo, mình không thấy nó đâu, nó theo nó phá hoặc là nó theo gìn giữ mình, cái đó là cái nghiệp mà nó ghê lắm, nó khó mà chúng ta, bởi vì nó bất khả tư nghi là cái chỗ đó. Được chưa? Giống trì nghiệp thời tục sinh lắm ha. Rồi B, trì nghiệp thời bình nhất. Trì nghiệp thời bình nhất. B, trì nghiệp thời bình nhất. Là nuôi dưỡng các quả thiện, bất thiện sanh lên cho phát triển. Là nuôi dưỡng các quả thiện, bất thiện sanh lên cho phát triển. Tức là cái ý nghĩa của cái này là nói là khi mà trong cái đời sống bình nhật của mình á, ngày như trong cái đời sống bình nhật mình được quả trổ, nhiều quả thiện trổ, thì khi quả thiện trổ thì nhờ cái thêm cái trì nghiệp nó hợp nó theo nữa, thì nó làm cho cái quả thiện này được, quả thiện mà nó được sanh lên, nó được phát triển càng lúc càng mạnh lên. À, ví dụ như là
Trong Nguyễn nha, thì đang bình thường nha, chúng số là giàu to lắm, thì giờ cái tiền nghiệp nó theo nữa, nó làm cho càng phát triển lên nữa, giàu to rồi bắt đầu làm ăn phát triển, làm thành đại gia là này kia, mua nhà mua đất đủ thứ, làm cái gì cũng mạnh cũng lớn nữa. Thì như vậy là cái tiền nghiệp nó làm cho cái quả thiện của Trong Nguyễn này được càng lúc càng lớn mạnh lên. Vậy còn cái quả bất thiện là mệt đó. Nếu mà quả bất thiện phát sanh là đang đại gia, nó quất cái sụm bà già ha, nó quất cái sụm bà già rồi cái trị nghiệp nó sang vô nó quất nữa cho anh thành ăn mày luôn, thì coi như là tiêu tùng luôn ha. Thì đó, cái sự nuôi dưỡng này không phải là tốt không, mà nó có hai mặt của nó, cái nào cũng có hai mặt của nó ha. Thì đó, giờ cái nguyện sao cho cái quả thiện trổ sanh, cái trị nghiệp theo hỗ trì giàu to mà giàu phát, hãy mà giàu sang thành phú quý, giàu sang phú quý phải trường thọ nó phát sinh, nó theo nhờ cái trì nghiệm, vừa sung sướng giàu sang mà vừa có nhà lầu đẹp đẽ rồi được trường thọ nữa, nhờ cái trì nghiệm này nó kéo dài. Thì mình khó biết được vấn đề đó. Có nhiều người ta đâu cần quý số đâu, không cần quý số, tự nhiên bữa đó có thằng giấy số lại đưa năn nỉ quá, cái buồn tờ cái quả chỗ luôn. Lúc đó Châu Nguyễn ấy quý vị, cỡ cô Nhật Quỳnh hay là Quyên Trang Việt Nam là không thèm giật mặt luôn, không thèm nhìn. Đại gia là không thèm nhìn mặt. Dạ, yeah, thì sự thật nó phũ phàng nhé. Lúc đó Nguyên Trang chuẩn bị tinh thần ha. Trang Việt Nam chuẩn bị tinh thần, mới đem theo ít lắm, cũng phải là 20.000 đô về mà hù lại, về hù lại cho Nguyễn. Rồi, xuống gặp tiếp. Gặp tiếp. Gặp lâu dòng. Nãy gì mình trì nghiệp thời bình nhất ha. Rồi xuống dòng đánh cái hòa thị đầu dòng là cái chỗ trì nghiệp thời bình nhất á, đánh hòa thị đầu dòng trì nghiệp sẽ chấm dứt khi quả nghiệp hết thời hạn. Trì nghiệp sẽ chấm dứt khi quả nghiệp hết thời hạn. Rồi, tức là cái trì nghiệp này nó sẽ ngưng hết, nó không còn nữa, khi mà cái quả của nghiệp mình đó, được trổ đó, nó hết hạn thôi thì cái trì nghiệp nó cũng ngưng luôn, nó không có tồn tại được. Thì như vậy nó đi song song với là cái quả nghiệp ha. Rồi xuống dòng trì nghiệp chấm dứt khi bị nghiệp khác xen vô cắt đứt. Trì nghiệp chấm dứt khi bị nghiệp khác xen vô cắt đứt. Trì nghiệp chấm dứt khi bị nghiệp khác xen vô cắt đứt. Được chưa? Ghi chưa? Alo. Rồi, tức là trì nghiệp nó chấm dứt khi bị cái nghiệp khác nghịch lại, nó xen vô, nó cắt đứt. Chẳng hạn như giờ, ví dụ như Nguyên Trang giờ ở Việt Nam cái được trổ quả cái, đi qua Mỹ. Qua Mỹ xong học hành làm ăn nên giàu sang, mở tiệm này tiệm kia, mở chợ, mở tiệm neo, mở đủ thứ, phát sanh ào 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 ha. Thì trong khi đang phát sanh thì tự nhiên có nghiệp khác sang vô cắt đứt, làm cho sập tiệm bên FC luôn. Thì nghiệp bị cắt đứt luôn, thì sập tiệm. Đấy, nghiệp nó ghê lắm, xen vô mình không biết đường nào mò. Rồi giờ kia nó xen vô cắt đứt xong cái thời gian cái quả trổ lại, đây là quả trổ lại, cái tiền nghiệp sanh tiếp làm cho phát xì phát giàu nó lại, đâu ai biết được chuyện đó, đó thì là.
Rồi chi pháp hai chấm. Chi pháp dòng gạch đầu dòng cõi dục giới hai chấm. Cõi dục giới sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm thiện dục giới tình hảo. Tâm sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 thiện dục giới tình hảo. Rồi, tức là tính ở cõi dục giới ha, tức là tính cõi giới thì chúng ta chỉ lấy tâm dục giới ha, tức là tâm sơ tư nó phối hợp với 12 tâm bất thiện và thuộc về trì nghiệp để nó hộ trì, nó nâng đỡ cho cái mà sanh nghiệp á. Sanh nghiệp là bất thiện thì cái sanh nghiệp là quả bất thiện, thì cái trì nghiệp này nó cũng thuộc về là tâm bất thiện. Còn sanh nghiệp là thiện thì những cái tâm quả thì giới tình hảo nó sẽ hộ trì. Thì như vậy tâm sơ tư phối hợp với 12 bất thiện hoặc là phối hợp với 8 tâm thiện với tình hảo tính về cõi dục giới, được chưa? Tiếng dòng cõi đáo đại hai chấm. Cõi đáo đại tâm sở tư phối hợp với lại 9 tâm thiện đáo đại. Tâm sở tư cộng 9 thiện đáo đại. Rồi, tức là tâm sở tư là ở cõi đáo đại là cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đó. Thì lúc đó người ta tính ở tâm sơ tư nó phối hợp với là 9 thiện đáo đại, tức là 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc, nó làm phần trừ phần sự hộ trì gìn giữ trì nghiệp cho cái túc sinh cõi đáo đại ha. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, các vị phạm thiên túc sinh bằng tâm quả thiên. Các vị phạm thiên túc sinh bằng tâm quả thiên. Rồi, tức là các vị phạm thiên chúng ta nên nhớ là luôn luôn tục sinh bằng những cái tâm quả thiên ha, quả thiên sắc giới hoặc quả thiên vô sắc giới để cho mình biết nhớ rõ là rồi. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, đời sống của các vị phạm thiên được duy trì bởi nghiệp nuôi dưỡng trì nghiệp. Đời sống các vị phạm thiên được duy trì bởi nghiệp nuôi dưỡng trì nghiệp. Đời sống các vị phạm thiên được duy trì bởi nghiệp tu dưỡng phải thì nghiệp. Rồi, tức là cái đời sống của những vị phạm thiên sắc giới và sắc giới đó được nuôi dưỡng bởi do cái nghiệp mà trì nghiệp này nó sanh lên, nó hỗ trợ, nó gìn nuôi những cái đời sống trong cái sự mà đời sống của vị phạm thiên ha. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, nghiệp nuôi dưỡng chính là tâm sở tư trong các tâm thiện thiền. Nghiệp nuôi dưỡng chính là tâm sở tư trong các tâm thiện thiền. Nghiệp nuôi dưỡng chính là tâm sở tư trong các tâm thiện thiền.
quý vị chép xong là nghiệp nuôi dưỡng, tức là trì nghiệp là chính là cái tâm sơ tư trong các tâm thiện thiện ha, nó làm một cái phần sự là mình nuôi dưỡng những cái đời sống của vị phạm thiên. Rồi như vậy là chúng ta đã nắm được sơ lược về cái trì nghiệp như thế nào, ý nghĩa như thế nào và chi pháp như thế nào ha. Đó là cái số 2 về trì nghiệp. Quý vị chép xong chưa? Alo. Đúng rồi, thứ tư là mà tạo nghiệp mà thì nó là nghiệp, mà nghiệp trì nghiệp cũng là nó, sanh nghiệp cũng là do nó, mà đoạn nghiệp chướng nghiệp gì cũng do nó phối hợp với cái này kia nọ để nó tạo ra những vấn đề ha. Rồi bây giờ là chúng ta đi tới số 3, chướng nghiệp. Mình học từ từ mình sẽ biết rõ hết à, từ từ nắm hết các pháp mình nắm hết. Chướng số 3 là chướng nghiệp. Và bì là cái cầm mắt chướng nghiệp. Chướng nghiệp. Chưa? Yeah. Rồi, xuống dòng. Loại nghiệp có chức năng ngăn cản không cho sinh nghiệp phát triển. Loại nghiệp có chức năng ngăn cản không cho sanh nghiệp phát triển. Chấm. Quý vị nghe không? Alo. Loại nghiệp có chức năng ngăn cản không cho sanh nghiệp phát triển. Rồi ha. Ok. Rồi xuống dòng. Ok. Rồi tiếp tục gạch đầu dòng cái nữa ha. Làm giảm suy năng lực. Làm giảm suy năng lực. Phải ngăn chặn. Phải. Làm giảm suy năng lực. Ngăn chặn. Và làm chậm trễ sự trổ quả của nghiệp tái tạo. Làm giảm suy năng lực, ngăn chặn và làm chậm trễ sự trổ quả của nghiệp tái tạo. Làm giảm suy năng lực, ngăn chặn và làm chậm trễ. Rồi, đúng rồi không? Rồi, tiếp tục ghi tiếp đi ha, ghi cho xong rồi mình nói chuyện gì đó. Những dòng, gạch đầu dòng. Lụm dép xong chưa? Hả? Alo. Chạy lụm dép xong chưa? Cô Nhật Quỳnh nó mất rồi. Cô Nhật Quỳnh lụm được dép chưa? Rồi ha. Rồi, xuống dòng. Nếu trì nghiệp nuôi dưỡng phải ủng hộ sanh nghiệp, phải. Nếu trì nghiệp nuôi dưỡng ủng hộ sanh nghiệp. Nếu trì nghiệp nuôi dưỡng ủng hộ sanh nghiệp thì chướng nghiệp ngăn che, thì chướng nghiệp ngăn che đình trệ sự phát triển của sanh nghiệp, thì chướng nghiệp ngăn che đình trệ sự phát triển của sanh nghiệp. Rồi, tiếp theo,
xuống dòng. Nếu sanh nghiệp là thiện thì chướng nghiệp sẽ là bất thiện. Nếu sanh nghiệp là thiện thì chướng nghiệp sẽ là bất thiện. À, nếu sanh nghiệp là bất thiện thì chướng nghiệp sẽ là thiện. Nếu sanh nghiệp là bất thiện thì chướng nghiệp sẽ là thiện. Rồi, sơ sơ những một số cái ý nghĩa về cái chướng nghiệp ha. Tức là loại nghiệp nào mà có chức năng làm ngăn cản không cho sanh nghiệp phát triển. À, tức là khi sanh nghiệp sanh ra thì cái loại nghiệp xen vô nó làm cho bị giảm lại, cho nên sanh nghiệp nó bị cái sự phát triển của nó bị giảm. À, hoặc là nó làm giảm cái năng lực, nó ngăn chặn làm giảm năng lực, làm cho chậm trễ, không cho sự trổ quả được của cái sanh nghiệp được phát triển lớn mạnh. À, thì khi mà trì nghiệp á, thì là nó có phận sự là nó nuôi dưỡng, nuôi dưỡng, nó ủng hộ, nó làm cho phát triển cái sanh nghiệp. Nhưng mà chướng nghiệp thì ngược lại, chướng nghiệp thì nó ngăn che, nó đình trệ, nó làm cho sự phát triển của sanh nghiệp bị chậm lại. Cho nên đây là cái được gọi là chướng nghiệp, tức là nó nghịch lại với lại cái sanh nghiệp. Ví dụ như giờ một cô Dịch Quỳnh nha, có sanh ra là do cái quả nghiệp thiện, do cái sanh nghiệp thiện sanh ra. Nhưng mà khi mà sanh ra như vậy, cái đang thời gian sanh nghiệp được trì nghiệp gìn giữ đó, thì cái chướng nghiệp xen vô nó làm cho giảm lại, nó làm cho cái đời sống của mình nó bị gặp trở ngại, bị này kia nọ, bị chướng ngại đó, nó làm cho bị giảm lại. Chẳng hạn như là sức khỏe mình cũng bị này bị kia, hoặc là tiền bạc làm ăn thì mình cũng bị cản trở, bị giảm thiểu, bị yếu ha. Nó cản lại, nó không cho cái sanh nghiệp thiện của mình được phát triển tốt đẹp, làm cản trở. Vì vậy nó là giống như một cái vật cản để cho cái sự tiến hóa nó bị chậm trễ lại. Cho nên đây là cái vấn đề được gọi là chướng nghiệp. Nhưng mà chướng nghiệp nó cũng có hai mặt của nó. Nếu mà sanh nghiệp của mình là thiện đó, sanh nghiệp mình thiện thì chướng nghiệp nó sẽ là bất thiện. Ví dụ như mà sanh nghiệp mình là thuộc về thiện nghiệp, thì cái chướng nghiệp này nó sẽ làm cản trở cái thiện nghiệp đó, không cho cái thiện nghiệp nó phát sanh được tốt đẹp, thì được gọi là chướng nghiệp. Còn nếu mà sanh nghiệp là bất thiện, thì cái chướng nghiệp nó sẽ ngược lại, nó sẽ là thiện. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy là nó có sự nghịch lại như vậy ha. Kính lễ sư Chí Thâm ở Dâu Rơm ạ, lâu quá mới gặp sư ha. Rồi, đó là một số cái định nghĩa về chướng nghiệp cho chúng ta thấy ha. Rồi, trong thời Bình Nhật, hai chấm. Trong thời Bình Nhật, trong thời Bình Nhật, dòng nhập vào dòng, khi có ác quả đang trổ, khi có ác quả đang trổ, phải khi có ác quả đang trổ, chướng nghiệp sanh lên để làm giảm sức mạnh của ác quả. Chướng nghiệp sanh lên để làm giảm sức mạnh của ác quả. Rồi, dòng gạch ra dòng tiếp. Khi thiện nghiệp đang trổ quả lành, phải.
chướng nghiệp sanh lên làm giảm sức mạnh của thiện nghiệp. Đi kịp không quý vị ơi? Alo. Từ từ. Từ từ rồi, từ từ cháu nó cũng nhờ. Khi thiện nghiệp đang trong làm chứng nghiệp sẽ là giả sinh mạng. Rồi ha. Thì như vậy trong cái thời bình nhật, tức là cái đời sống bình thường, đời sống bình nhật của mình ha. Thì khi mà có ác quả nó đang trổ, khi ác quả nó trổ á, thì cái nghiệp chướng nó sanh lên, có nghiệp chướng nó sanh lên, thì khi bị nghiệp chướng sanh lên thì nó làm giảm cái sức mạnh của ác quả này. Thì như vậy khi mà mình bị ác quả trổ mà tự nhiên nó bị giảm lại đó, thì do cái nghiệp chướng đây thì thuộc thiện nghiệp, thì nghiệp sanh lên nó làm giảm sức mạnh của cái ác nghiệp, của cái ác quả nó trổ. Thì như vậy trong cái thời bình nhật chúng ta có những cái vấn đề mà có nhiều người đang tự nhiên gặp cái gì đó thì bị xui xẻo, nhưng mà nhờ có cái thiện nghiệp nó sanh lên, nó làm giảm sức mạnh của các nghiệp, nó tốc độ nó bị giảm lại ha, nó không còn bị nặng nề nữa. Thì cái đó là do cái nghiệp chướng của cái nghịch lại với các quả đang trổ, đó là vấn đề thứ nhất. Rồi cái ngược lại thì khi mà chúng ta có thiện nghiệp mà đang trổ, chẳng hạn như là Nguyên Trang đang phát sanh giàu sang ngon lành, quả trổ ngon lành, thì nghiệp chướng sanh lên làm giảm lại, không còn phát triển mạnh nữa, tự nhiên làm ăn yếu kém lại này kia nọ ha, đại khái nha. Còn thiện đó là thuộc về cái nghiệp chướng, thuộc về bất thiện, nó làm cho cái quả trổ của mình, quả trổ thiện nghiệp nó bị giảm lại. Cho nên trong cái thời bình nhật nó cũng có hai mặt, là khi mà ác quả trổ thì cái nghiệp chướng nó sanh lên, nó làm giảm sức mạnh của ác quả. Còn khi mà nghiệp thiện trổ, khi thiện nghiệp nó trổ quả lành thì nghiệp chướng sanh lên làm giảm sức mạnh. Nếu mà từ từ học phái nữa, học thêm nữa thì sẽ biết cái đề cái cách như thế nào. Rồi trong cái này nghiệp hay là ác nghiệp với cho quả cũng giống như giờ, ví dụ như Nguyên Trang đang gặp chuyện xui vậy đó, thì có nghiệp thiện sanh lên nó làm giảm lại cái nghiệp xấu ở đây, trở nên tốt đẹp trở lại. Đâu không biết được. Rồi đó là trong thời bình nhật chúng ta. Rồi xuống dòng chi pháp hai chấm. Chi pháp hai chấm. Chi pháp hai chấm. Tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm đại thiện. Tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm đại thiện. Rồi, chi pháp của cái chướng nghiệp này nó do tâm sở tư nó phối hợp với 12 tâm bất thiện để làm nghịch là chướng nghiệp, là cái nghiệp thiện cho quả, hoặc là tám tâm đại thiện làm chướng nghiệp cho ác quả. Thì như vậy chi pháp nó có là tâm sở tư phối hợp với 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm đại thiện. Rồi xuống dòng đánh cái bông bự rồi dòng nha. Cái này là chú giảng đang nói nha. Nghiệp cản trở chướng nghiệp, nghiệp cản trở chướng nghiệp không có trong cõi sắc hay cõi vô sắc. Nghiệp cản trở chướng nghiệp không có trong cõi sắc hay cõi vô sắc. Rồi, đây là cái vấn đề đặc biệt trong cõi sắc, là những cõi mà về những vị phạm thiên và vị phạm thiên vô sắc, về sắc giới vô sắc giới, thì những người sống bằng thiên, còn những cái nghiệp cản trở nó không có trong cái cõi này, do cái trì nghiệp nó gìn giữ nuôi trong cái đời sống họ. Vì vậy nghiệp cản trở không có trong cõi này,
tuổi thọ những vị này sống tròn đủ. Rồi đó là chúng ta học xong cái phần số 3 là về chướng nghiệp. Rồi, quý vị ghi đầy đủ xong chưa? Alo. Chướng nghiệp xong rồi chưa? Xong chưa quý vị? Xong chưa? Tới số 4, đoạn nghiệp. Số 4 là đoạn nghiệp. Ubakha ta cái cầm má. Ubakha ta cái cầm má. Đoạn. Rồi, xuống dòng ha, gạch đầu dòng một cái. Nghiệp sanh vào cắt đứt các nghiệp khác hoặc cắt đứt quả của các nghiệp khác. Nghiệp sanh vào cắt đứt các nghiệp khác hoặc cắt đứt quả của các nghiệp khác. Nghiệp sanh vào cắt đứt các nghiệp. Rồi, xuống dòng gạch rồi dòng tiếp. Loại nghiệp có sức mạnh cắt đứt sinh nghiệp, luôn cả nghiệp nuôi dưỡng, trì nghiệp. Loại nghiệp có sức mạnh cắt đứt sinh nghiệp, luôn cả trì nghiệp. Loại nghiệp có sức mạnh cắt đứt sinh nghiệp, luôn cả trì nghiệp. Rồi, tức là đoạn nghiệp tức là có cái nó là một cái loại nghiệp mà nó sanh lên, nó cắt đứt cái nghiệp hoặc là những cái kết nghiệp mà nó cho kết quả để mà thành tựu thì nó cắt đứt luôn. Thì khi mà có nghiệp mà nó sanh lên, đang thí dụ mình đang sanh lên thì nghiệp nó sắp cho quả thì nghiệp đoạn nghiệp xen vô nó cắt đứt luôn, nó không cho được chỗ quả, hoặc là những cái quả nó phát sanh nó cắt đứt luôn, không cho được phát triển. Thì như vậy cái đoạn nghiệp này nó sanh lên được cái phận sự nó là nó cắt đứt những cái nghiệp làm cho không được phát triển, không được tồn tại. Và nó như chẳng hạn như sanh nghiệp sanh lên thì cái đoạn nghiệp này nó sẽ cắt đứt cái sanh nghiệp, làm cho chấm dứt cái sanh nghiệp, hoặc là ngay cả những cái nghiệp mà để mà nuôi dưỡng cái sanh nghiệp này, hai cái nó song song rồi nó cắt đứt luôn cả hai. Thì như vậy đoạn nghiệp là nó cắt đứt, nó chấm dứt, nó chấm dứt cái sanh nghiệp, hoặc là nó chấm dứt những cái nghiệp khác. Chẳng hạn như nếu mình nói về đời sống bình thường, chẳng hạn như là mình đang giàu hoặc là mình đang nghèo. Ví dụ như giờ một người đang nghèo khổ tự nhiên có cái trở nên giàu sang thì coi như nó cắt đứt luôn cái nghiệp nghèo luôn, trở nên giàu sang sung mãn lại. Hoặc là người đang giàu thì nó quất phát họ tiêu tùng luôn không? Là nghèo khổ luôn, hoặc là người mà sanh ra làm người mà quất cái là tử luôn. Coi như là đoạn nghiệp mà nó chấm dứt, nó cắt đứt. Và nó giống như là mà thí dụ giống như một mũi tên đang phát bắn ra, mình dương mũi tên mình đánh nhá, thì đang bắn lao đi thì bị một cái bắn khác ngăn lại, nó chặn làm cho mũi tên bị ngưng lại rớt xuống, chấm dứt luôn, không còn phát sanh nữa, thì được gọi là đoạn nghiệp. Vậy nắm được không?
tức là nó chấm dứt, cắt đứt. Nếu mà sanh nghiệp thuộc về thiện thì cái đoạn nghiệp này thuộc về bất thiện, cắt đứt luôn, chấm dứt luôn. Còn nếu mà sanh nghiệp là bất thiện thì đoạn nghiệp là thuộc về thiện, cắt đứt luôn. Thì như vậy đó là chấm dứt luôn, ngay cả sanh nghiệp, trì nghiệp gì nó cắt sạch hết á. Rồi xuống dòng ha, nắm được ha. Cặp đôi dòng, đoạn nghiệp luôn đối lập với sanh nghiệp. Đoạn nghiệp luôn đối lập với sanh nghiệp. Đoạn nghiệp luôn đối lập với sanh nghiệp. Tức là khi mà sanh nghiệp á, được sanh lên đó, cái sanh nghiệp nó cho ra cái sự mà tái sanh đó, là ví dụ như là mình sanh làm người thì cái thuộc về quả thiện, thuộc sanh về cái tâm thuộc sinh mà thuộc về tâm quả thiện, thì cái đoạn nghiệp này nó luôn là nó nghịch lại thì nó sẽ là bất thiện, cắt đứt cái sanh nghiệp luôn. Những người chết bất đắc kỳ tử cái gì đó thì chính do đoạn nghiệp nó sanh lên cắt đứt cái đời sống. Thì như vậy nó là luôn luôn là đối lập với sanh nghiệp. Còn cái sanh nghiệp mà nó là bất thiện á, ví dụ như tục sinh bằng tâm quả quan sát, bằng quan sát là xả quả bất thiện á, làm thú, làm ngạ quỷ, địa ngục, thì cái đoạn nghiệp này nó sanh lên nó là thiện, nó cắt đứt cái sanh nghiệp đó. Thay vì mình phải người nó phải làm sanh làm thú trong thời gian dài, nhưng mà nhờ cái đoạn nghiệp mà nó cắt đứt cái bụp, nghe là người nó chết, cái loài nó chết, nó sanh lên làm người trở lại chẳng hạn, hoặc là nó sanh làm một kiếp sống khác. Vì vậy đoạn nghiệp là luôn luôn đối lập với là sanh nghiệp. Hãy sanh nghiệp thiện thì đoạn nghiệp sẽ là bất thiện, mà sanh nghiệp bất thiện thì đoạn nghiệp sẽ là thiện. Hai cái nghịch lý nha, nó nghịch nha thì mới gọi là đoạn, mới gọi là cắt đứt, là đoạn, đoạn tuyệt, đoạn tuyệt. Giống như là mình đang sống tự nhiên cái nghiệp sanh vô nó quất cái mình bị cái gì đó tiêu tùng luôn ha. Như vậy nghe mô hơn chấm dứt giảng tồn ha. Người kia dùng chữ giảng tồn. Covid 19 xe vô cắn cái đi luôn, cái là giảng tồn. Tự nhiên là đoạn nghiệp vô cắt đứt. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng tiếp ha. Đoạn nghiệp có lực mạnh hơn chướng nghiệp. Đoạn nghiệp có lực mạnh hơn chướng nghiệp. Đoạn nghiệp có lực mạnh hơn chướng nghiệp. Tức là ví dụ chướng nghiệp nó làm cái phận sự, nó làm ngăn cản, nó làm giảm tốc độ, nó làm giảm cái lực của cái nghiệp khác. Nhưng mà đoạn nghiệp thì nó cắt đứt luôn. Nó mạnh hơn cái chướng nghiệp gấp mấy lần ha. Chướng nghiệp chỉ làm cản trở thôi, chỉ là cản đường, cản trở. Còn đoạn nghiệp thì cắt đứt luôn. Cho nên đoạn nghiệp, cái lực của đoạn nghiệp là luôn luôn là mạnh hơn chướng nghiệp. Cho nên đó là cái vấn đề chúng ta cần phải biết ha. Rồi xuống dòng, đoạn nghiệp có thể tiêu diệt sanh nghiệp. Đoạn nghiệp có thể tiêu diệt sanh nghiệp. Nhấn mạnh lời nữa cho chúng ta biết là đoạn nghiệp có thể tiêu diệt ngay cả sanh nghiệp luôn, tiêu diệt đứt luôn. Thì đoạn nghiệp có thể tiêu diệt sanh nghiệp. Rồi, xuống dòng tiếp. Chướng nghiệp làm cản trở sự thành tựu của sanh nghiệp thì đoạn nghiệp diệt trừ sanh nghiệp. Chướng nghiệp làm cản trở sự thành tựu sanh nghiệp thì đoạn nghiệp diệt trừ sanh nghiệp. Chướng nghiệp làm cản trở sự thành tựu của sanh nghiệp thì đoạn nghiệp diệt trừ nghiệp. Chướng nghiệp làm cản trở sự thành tựu của sanh nghiệp thì đoạn nghiệp diệt trừ sanh nghiệp.
Tức là ý ở đây muốn nói cái chướng nghiệp á, hồi nãy mình học chướng nghiệp á, thì nó chỉ là cản trở thôi, nó cản trở trở cho cái sanh nghiệp nó thành tựu rồi phát triển, nó làm chướng nghiệp, nó làm cản trở cái sanh nghiệp đó. Nhưng mà đoạn nghiệp á, thì nó diệt luôn sanh nghiệp luôn ha, nó làm chấm dứt cái sanh nghiệp luôn. Vì vậy nó mạnh hơn cái chướng nghiệp rất là nhiều lần. Cho nên đó là cái vấn đề mà tại sao trong cái đời sống chúng ta có những lúc mà mình đang nghèo mà trở nên giàu, rồi đang giàu trở về nghèo, hoặc là đang sống mà tự nhiên chết, bất đắc kỳ tử v.v. thì là do cái đoạn nghiệp nó sanh lên nó làm. Rồi xuống dòng, tôi dòng cái nữa, đoạn nghiệp có thể là thiện, có thể là bất thiện. Đoạn nghiệp có thể là thiện, có thể là bất thiện. Thể là thiện, có thể là bất thiện. Vì vậy cho chúng ta biết rằng đoạn nghiệp có thể là thiện. Khi mà cái sanh nghiệp nó là bất thiện thì đoạn nghiệp nó là thiện. Còn nếu mà sanh nghiệp là thiện thì đoạn nghiệp sẽ là bất thiện. Hoặc là trong đời sống bình thường là đoạn nghiệp nó là thiện, mà cái đời sống bình thường những cái quả do nghiệp là bất thiện. Thì nó thuộc về là nghịch lợi với nhau, hai cái này nó nghịch lý nhau ha. Vì vậy qua cái vấn đề chúng ta học về phận sự, về cái phần nhóm 1 thì chúng ta có được 4 cái là sanh nghiệp, rồi trì nghiệp là gìn giữ cho cái sanh nghiệp được tồn tại, rồi chướng nghiệp là làm cản trở cái dòng nghiệp lực, và đoạn nghiệp là cắt đứt luôn. Chúng ta đó là cái phận sự của nghiệp có 4 loại cho chúng ta thấy là như vậy trong cái nhóm 1. Đầy đủ về cả 4. Vì vậy đây là cái nhóm thứ nhất mà chúng ta đã học xong ngày hôm nay. Rồi giờ mời một vị lên đọc lại lần nữa, nắm lại đầy đủ là phần thứ nhất chúng ta đã học, đọc trọn lại phần thứ nhất ha. Rồi mời ai tình nguyện giơ tay cái đây, ai tình nguyện giơ tay đây câu hỏi. Rồi ok, không thấy giờ tay giờ chừng như này. Rồi giờ mời một vị đọc trước đi, rồi giúp hỏi sao, đọc lại cho nó rõ ràng hết ra. Mời cô Kim Nhung đi, mời cô Kim Nhung đi, cô Kim Nhung lên đọc. Cô rồi Châu Nguyễn post theo từ từ, đọc chậm chậm, post theo từ lại cho quý vị nắm lại vấn đề ha. Rồi xin mời cô Kim Nhung. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Phần 2, trì nghiệp. Nghiệp nào trợ giúp các nghiệp khác gìn giữ sự nối tiếp các uẩn gọi là trì nghiệp. Nghiệp nào trợ giúp ủng hộ cho nghiệp khác và làm cho uẩn tiếp nối sanh lên từ nghiệp khác, đó là trì nghiệp. Nghiệp trợ giúp ủng hộ nâng đỡ cho nghiệp tái tạo, cùng loại với sanh nghiệp, là thiện hay bất thiện, tồn tại cho đến khi tử tâm xuất hiện. Sanh nghiệp được trì nghiệp nuôi dưỡng có hai loại. A, trì nghiệp thời tục sinh là gìn giữ sanh nghiệp này cho đến khi chúng sanh ấy mạnh chung. B, trì nghiệp thời bình nhật là nuôi dưỡng các quả thiện hay bất thiện sanh lên cho phát triển. Trì nghiệp thời bình nhật sẽ chấm dứt khi quả nghiệp hết thời hạn. Trì nghiệp chấm dứt khi bị nghiệp khác xen vô cắt đứt. Về chi pháp, ở cõi dục giới, là tâm sở tư cộng 12 bất thiện cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo. Cõi đáo đại, tâm sở tư cộng 9 thiện đáo đại. Các vị phạm thiên tục sanh bằng tâm quả thiền. Đời sống của các vị phạm thiên được
duy trì bởi nghiệp nuôi dưỡng, trì nghiệp. Nghiệp nuôi dưỡng chính là tâm sở tư trong các tâm thiện thiền. 3. Chướng nghiệp là loại nghiệp có chức năng ngăn cản, không cho sanh nghiệp phát triển, làm giảm suy năng lực, ngăn chặn và làm chậm trễ sự trổ quả của nghiệp tái tạo. Nếu trì nghiệp nuôi dưỡng, ủng hộ sanh nghiệp, thì chướng nghiệp ngăn che đình trệ sự phát triển của sanh nghiệp. Nếu sanh nghiệp là thiện thì chướng nghiệp sẽ là bất thiện. Nếu sanh nghiệp là bất thiện thì chướng nghiệp sẽ là thiện. Trong thời Bình Nhật, khi có ác quả đang trổ, chướng nghiệp sanh lên để làm giảm sức mạnh của ác quả. Khi thiện nghiệp đang trổ quả lành, chướng nghiệp sanh lên để làm giảm sức mạnh của thiện nghiệp. Chi pháp là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện và 8 đại thiện dục giới. Chú giải, nghiệp cản trở chướng nghiệp không có trong cõi sắc và cõi vô sắc, do các vị này sống bằng thiền. 4 là đoạn nghiệp. Nghiệp sanh vào cắt đứt các nghiệp khác hay cắt đứt quả của các nghiệp khác. Loại nghiệp có sức mạnh cắt đứt sanh nghiệp, luôn cả trì nghiệp. Giống như mũi tên bắn ra bị chắn lại thì mũi tên rớt xuống đất. Đoạn nghiệp luôn đối lập với sanh nghiệp. Sanh nghiệp thiện thì đoạn nghiệp bất thiện và ngược lại. Đoạn nghiệp có lực mạnh hơn chướng nghiệp. Chướng nghiệp là ngăn cản, cản trở. Đoạn nghiệp là cắt đứt. Đoạn nghiệp có thể tiêu diệt sanh nghiệp. Chướng nghiệp làm cản trở sự thành tựu của sanh nghiệp thì đoạn nghiệp đoạn trừ sanh nghiệp. Đoạn nghiệp có thể là thiện, có thể là bất thiện. So với sanh nghiệp là bất thiện hay là thiện, đối nghịch nhau. Dạ, con chép bài như vậy và con đã đọc xong ạ. Con thiếu gì xin thầy bổ sung dùm ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Xa thấu. Quý vị nghe cô Kim Dung đọc lại, quý vị có bị thiếu sót gì hay là thêm một vị nó đọc, nhờ mời thêm vị nó là chính tâm hỏi sao nha, mời thêm một người nó đọc coi. Hay đây, Nguyên Trang đi, Nguyên Trang đọc lại đi, nãy đọc chưa ngon, giờ đọc lại lấy 10 điểm nghe. Nguyên Trang đâu rồi? Rồi, mời Nguyên Trang nha. Mô Bích Tha giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo trang. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Chí Tâm. Dạ. Dạ sau đây con xin đọc cái phần mà hôm nay mình viết không thầy? Trời, dạ. Trì nghiệp Upat Tham Pakkhamma. Nghiệp nào trợ giúp các nghiệp khác gìn giữ sự nói tiếp, các uẩn gọi là trì nghiệp. Nghiệp nào trợ giúp ủng hộ cho nghiệp khác và làm cho các uẩn tiếp nối sanh lên từ nghiệp khác thì gọi là trì nghiệp. Nghiệp trợ giúp ủng hộ nâng đỡ cho nghiệp tái tạo cùng loại với sanh nghiệp thiện hay là bất thiện, tồn tại cho đến khi tử tâm xuất hiện. Sanh nghiệp được trì nghiệp nuôi dưỡng có hai loại: trì nghiệp thời tục sanh là gìn giữ sanh nghiệp này cho đến khi chúng sanh ấy mệnh chung; trì nghiệp thời Bình Nhật là nuôi dưỡng các quả thiện, bất thiện hay sanh lên cho phát triển. Trì nghiệp sẽ chấm dứt khi quả nghiệp hết thời hạn. Trì nghiệp chấm dứt khi bị nghiệp khác chen vô, cắt đứt, chi phát. Tâm sở tư cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cõi đáo đại, tâm sở tư cộng cho 9 tâm thiện đáo đại
Cõi đáo đại là cõi sắc giới và vô sắc giới. Các vị phạm thiên tục sanh bằng tâm sở thiền, sắc giới hay vô sắc giới. Đời sống của các vị phạm thiên được duy trì bởi nghiệp nuôi dưỡng trì nghiệp. Nghiệp nuôi dưỡng chính là tâm sở tư trong các tâm thiện thiền. Ba chướng nghiệp Upapi Lakkakamma. Loại nghiệp có chức năng ngăn cản không cho sanh nghiệp phát triển, làm giảm suy năng lực, ngăn chặn và làm chậm trễ sự trổ quả của các nghiệp tái tạo. Nếu trì nghiệp nuôi dưỡng, ủng hộ sanh nghiệp, thì chướng nghiệp ngăn che, đình trệ sự phát triển của sanh nghiệp. Nếu sanh nghiệp là thiện, thì chướng nghiệp sẽ là bất thiện. Nếu sanh nghiệp là bất thiện, thì chướng nghiệp sẽ là thiện. Trong thời Bình Nhật, khi các ác quả đang trổ chướng nghiệp sanh lên, thì làm giảm sức mạnh của ác quả. Khi thiện nghiệp đang trổ quả lành, chướng nghiệp sanh lên, làm giảm sức mạnh của thiện nghiệp. Chi pháp, tâm sở tư, cộng 12 tâm bất thiện, cộng 8 tâm đại thiện. Nghiệp, cản trở chướng nghiệp, không có trong cõi sắc và cõi vô sắc. Đoạn nghiệp, 4 đoạn nghiệp. Upakha Takakamma. Nghiệp sanh vào cắt đứt các nghiệp khác, hay cắt đứt quả các nghiệp khác. Loại nghiệp có sức mạnh cắt đứt sanh nghiệp, luôn cả trì nghiệp. Đoạn nghiệp luôn đối lập với sanh nghiệp. Đoạn nghiệp có lực mạnh hơn chướng nghiệp. Đoạn nghiệp có thể tiêu diệt sanh nghiệp. Chướng nghiệp làm cản trở sự sanh nghiệp, thì đoạn nghiệp diệt trừ sanh nghiệp. Đoạn nghiệp có thể là thiện, có thể là bất thiện. Dạ. Dạ đã hết ạ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Ơi, xa thứ. Như vậy là hôm nay chúng ta học hết cái nhóm 1 ha, là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Từ xa chúng ta bước qua nhóm 2. Bắt đầu chúng ta học nhóm mới. Rồi mời Chánh Tâm có câu hỏi gì thì mời Chánh Tâm nha. Dạ, con xin kính chào, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo. Con xin kính đánh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con xin kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Thưa thầy, thầy giảng về 3-4 lượng nghiệp thì thầy nói trong cái chướng nghiệp á, thì nó không có trong cái cõi sắc hay vô sắc, thì vậy 3 nghiệp kia thì sẽ có trong cõi sắc hay là vô sắc phải không thầy? Với con muốn hỏi thêm câu cũng tiếp nối như vậy nữa là nếu mà cái người mà phàm á, mà khi họ thì không có hoại thiền, nếu họ chứng được sơ thiền thì cái tâm tục sinh, cái tâm quả thì họ vào cái sơ thiền trong phạm sơ thiền trong cái thiền sắc giới, thì con muốn hỏi thầy là nếu mà họ trên đó họ có thể tu tập tiếp tục để khi họ có thể lên cái thiền cao hơn, hay là họ chỉ sống hết cái tuổi thọ đó và họ sẽ theo cái nghiệp của họ của cái vị đó. Xin thầy giải thích cho con về hai vấn đề đó. Con cảm ơn thầy ạ. Xa thứ. Câu số 1 là gì quá này. Quá dài quá. Chướng nghiệp không có mặt trên cõi sắc giới, vô sắc giới thì chướng nghiệp không có, thì đoạn nghiệp cũng không có luôn. Nhưng mà sanh nghiệp phải có và trì nghiệp phải có. Sanh nghiệp bắt buộc phải có, sanh nghiệp phải có, rồi sanh nghiệp xong rồi trì nghiệp là gìn giữ cái đời sống của những vị phạm thiên cho đến hết tuổi thọ luôn. Thì như vậy được, sanh nghiệp và trì nghiệp. Còn chướng nghiệp không có thì đoạn nghiệp cũng không có luôn. Thì đó là như vậy. Rồi cái gì nữa, nói gì dài quá, gì quá. Trên cõi cứ tu được hay không? Tu được, sao tu được, cõi thiền, mỗi người có tu được, cõi thiền tu được.
tu thiện sơ thiện đắc sau tu đắc lên nhị thiện tam thiện như thường chứ có gì đâu, chứ không phải lên lên đó là đứng chơi không, ta tu dễ hơn mình dưới đây nữa, cõi thiện ta tu tiếp như thường chứ đâu có gì đâu. Tu cao còn gì, trường hợp mà không đủ ba la mật thì không thể đắc lên cao nữa thôi, chứ tu được thì vẫn tu như thường chứ có gì đâu. Rồi đó là cái vấn đề hôm nay mà chúng ta học được cái phần thứ nhất ha. Thứ nhất là có bốn cái: sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Đó là cái vấn đề hôm nay. Từ từ chúng ta sẽ nắm bắt những cái cơ bản về nghiệp một cách tương đối là sát, là sát vô chút xíu ha. Nhưng mà thật sự cái về vấn đề mà cái nghiệp này khó lắm vậy, khó hiểu lắm. Mặc dù chúng ta nắm được những cái chi pháp này, nhưng mà để mà hiểu mà thông suốt được nó thì không phải chuyện đơn giản. Nghiệp bất khả tư nghi mà. Nhưng mà dùng trí tuệ của mình mà chia sẻ ra thì mình có được cái sườn, có được những cái bài học căn bản thì chúng ta có thể từ đó mình sẽ thấy vấn đề nó rõ hơn, càng lúc nó càng rõ hơn. Cho nên cố gắng để học được nhiều hay nhiều ha. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tam Bảo Nhất Thiết. Do phước báo mà hôm nay chúng ta học được, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sống có trí tuệ, thành tựu chân trí đồng thời nhà cả đại. Dạ, xin mời MC ạ. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Kinh rất là nhiều. Dạ, giảng dạy bài học ngày hôm nay rất là rõ ràng và chậm chậm rất là tốt, phải không quý vị? Bữa nay Quỳnh thật là nhân đạo luôn. Dạ, nên một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Và cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Châu Nguyễn đã hết bài. Giống như lúc nãy mà Nhật Quỳnh đọc bài được trân tru là nhờ Châu Nguyễn rất là nhiều. Tại vì có Châu Nguyễn viết bài, có bài nào Nhật Quỳnh, câu nào Nhật Quỳnh viết không kịp thì Nhật Quỳnh copy, cắt vô. Thành ra nó mới trân tru như vậy. Còn lúc trước mà Nhật Quỳnh mà lo gõ thì không có hiểu bài mà cũng gõ không kịp luôn dạ, với thầy Kinh. Dạ, nên là rất là cảm ơn Châu Nguyễn đã hỗ trợ cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá con. Dạ đúng rồi, nhân đạo Nhật Quỳnh không có mệt là nhân đạo rồi, chứ không là thở không có nổi luôn mà Kim Nhung biết không. Dạ, là một lần mà Nhật Quỳnh mà gõ bài xong rồi nha, là mắt thì mờ, tai thì điếc, thở không nổi luôn. Dạ, mà có Châu Nguyễn rất là đỡ. Dạ, cũng nhờ Nhật Quỳnh bị thầy Kinh rầy nhiều, nhưng mà nhờ rầy nhiều thì bản thân Nhật Quỳnh thấy rất lợi ích. Dạ, không biết chị Mách Ta có đồng tình với Nhật Quỳnh không? Dạ, dạ cả không biết có đồng tình với Nhật Quỳnh không chị Mách Ta? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Minh Kinh rất là nhiều. Và con cũng cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Dạ, sư có trước máy, sư có nghe được âm thanh, sư cho con một tín hiệu. Sau khi chúng con sám hối, chúng con cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con cũng thành kính đảnh lễ Đại Đức Chí Thâm ạ. Dạ, con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng ghế Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh sám hối sau khi chúng ta học ghi dự pháp. Uất tâm ăn ghê na văn đề hăng ba đập hẳn xâm và ruột tâm ăn buộc thể vô khả lì tâu đâu sơ buộc thâu khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na văn đề hăng thầm anh cha đức quý thân và răng thầm mê vô khá đi tô đổ sô thầm mô gặp mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính
cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na vạnh đê hăng sang khanh chân đều quỳ thốt tam ăn sẵn khê dơ khả lì tổ đô sâu sẵn khô khẩm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con toàn đủ phước báo. Và chúng con, và con thành kính nhân mít tính sư ạ. Nam mô Phật Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ đại đức Chư Thâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào với tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện Chư Tôn Đức Tăng để đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thà Dạ. Te atalata suketa ralaha putasa sane arora suketa ho he saha sape e nhà ti phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy. Pha va tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề va tam sa pa pu tha nu pha ve na sa da so ti pha van tu te pha va tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề va tam sa pa tham ma nu pha ve na sa da so ti pha van tu te pha va tu sa pa mang ca lang ra can tu sa ba đề va tam sa pa sang ka nu pha ve na sa da so thi pha van tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Siddhiya chanara tam Siyatamato edang phalang etasmin ratanatayasmin sambasa danache etaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai dạ ni thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni quả gia ni ma an ta lịch khê ta tha ga tăng đề qua ma nô sư bử chi tăng thẩm bồ thăng nam ma sa na sư qua thọ tu gia ni thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni quả gia ni ma an ta lịch khê ta tha ga tăng đề qua ma nô sư bử chi tăng thẩm mang nam ma sa na sư qua thọ tu gia ni thập phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni quả gia ni ma an ta lịch khê ta tha ga tăng đề qua ma nô sư bử chi tăng sang thăng nam ma sa na sư qua thọ tu. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được hóa sanh thành lời. Hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã coi giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu,
Hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đạt co giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Lộng vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ, an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nặng tai. Chúng sanh được hưởng phước dày bệnh lâu, chúng con vui thú đau mau, tu hành tinh tấn, nhỏ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá, chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con học ghi diệu pháp hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cô Tá Má tròn đủ 5.000 năm được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chư thiên xung quanh nhà Minh Kinh và chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tâm đức, pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hỷ thọ dùng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni bana sắp bát cha dơ hồ tu. Ý đăng quân nhân ni bana sắp bát cha dơ hồ tu. Ý đăng quân nhân ni bana sắp bát cha dơ hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh để chúng con được học di diệu pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước chúng con đã trong sạch tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc minh kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, cảm ơn Vinh Kinh và cảm ơn tất cả đạo tràng đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá, con kính chúc quý ngài Nhật Bình, kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và một lần nữa Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Chúng con cũng thành kính thỉnh lễ tri ân quý ngài và quý cô tu nữ. Và bây giờ con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh châu báo. Sau đó chúng con xin phép được khép cửa rum. Nam mô Bích Tha giá, kính chào tạm biệt đạo tràng.